Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là cái Tết rất quan trọng trong một năm và mở ra một năm mới của người Việt với nhiều tục lệ để biểu đạt cho giá trị nếp sống thuần phong mỹ tục rất là đẹp đẽ của nước Việt ta. Bên cạnh những lời chúc năm mới thì một trong những phong tục đẹp đẽ được duy trì qua bao thế hệ không hề bị mai một, đó là phong tục tặng quà Tết. Vâng, và nắm bắt được tâm lý cũng như là nhu cầu của nhiều khách hàng thì Dược Thảo Thiên Phúc đã cho ra thị trường dòng sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo do chính công ty nghiên cứu và sản xuất. Với thiết kế bao bì sang trọng, tinh tế với gam màu vàng đen chủ đạo, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn, Đông Trùng Hạ Thảo chắc chắn sẽ là món quà độc đáo và ý nghĩa trong dịp Tết này. Năm nào cũng vậy, cứ gần Tết là chị Nguyễn Hồng Nhung lại dành thời gian để lựa chọn quà tặng ông bà, bố mẹ. Là người khá kỹ tính nên mua sắm gì chị cũng tìm hiểu tỉ mỉ, yên tâm mới mua, nhất là quà tặng liên quan đến sức khỏe. Nghe mọi người truyền tai nhau về tác dụng tốt cho sức khỏe của Đông Trùng Hạ Thảo, chị liền tìm mua và rất vui khi gặp dòng sản phẩm này. Tại vì nhà tôi thì cũng có nhiều người già ấy, và cũng có những cái bệnh của người già như là huyết áp rồi hay bị tiểu đường và sức khỏe cũng bị yếu ấy. Thì tôi thường hay nghe đài ấy, thì là biết đến sản phẩm của Đông Trùng Hạ Thảo Thiên Phúc, và tôi cũng có đến địa chỉ mà 28 Tây Sơn để mua. Thì dùng thấy người thân dùng rất là tốt nên là hiện tại sức khỏe cũng ổn định rồi. Là tôi muốn nhân dịp Tết này thì mình có thể mua về để tặng cho người thân, và thấy người nhà mình dùng rất là tốt nên là mình cũng muốn giới thiệu cho cả bạn bè của mình dùng ấy. Dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nang Đông Trùng Hạ Thảo Banikha đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000. Đây là cam kết của Thiên Phúc nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người sử dụng, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Trong Đông Trùng Hạ Thảo có rất nhiều hoạt chất quý hiếm như Cordycepin, adenosine, các vitamin K, A, B, C, D, E và các axit amin là những chất mà cơ thể không tự tổng hợp được. Thành phần đạm thực vật, nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, nhôm, đồng rất tốt cho sức khỏe. Cái sản phẩm Banikha này, thứ nhất là về mặt chất lượng thì nó sẽ đa dạng, và thứ nhất nó ngoài Đông Trùng Hạ Thảo ra thì nó sẽ được kết hợp với cả hồng sâm và linh chi, thì khi mà cái tính sử dụng của nó sẽ đa dạng hơn, và hơn nữa là khi mà sử dụng cái Banikha này làm quà tặng thì khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về mặt chất lượng, đã được sản xuất trên tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, và khi mà mình sử dụng đi làm quà biếu thì nó cũng rất là tiện cho khách hàng, và về giá thành nó cũng rất là ưu đãi, và đặc biệt là có những cái khuyến mại nhân dịp Tết nữa, cho nên là khách hàng lựa chọn sản phẩm rất là nhiều. Với những chứng nhận quốc tế cao cấp trên, hiện nay Dược Thảo Thiên Phúc đã và đang là đơn vị hàng đầu trong việc nuôi trồng và cung cấp Đông Trùng Hạ Thảo tại Việt Nam. Mỗi năm, Thiên Phúc sản xuất được hàng triệu hộp Đông Trùng Hạ Thảo có hàm lượng dược lý đạt trên 70%. Dược liệu quý hiếm này được Thiên Phúc phân phối 50% cho các công ty chế biến dược trong nước, 30% xuất khẩu ra nước ngoài và 20% cung cấp trực tiếp tới tay người tiêu dùng ở thể tươi, khô và viên nang với hệ thống phân phối khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Đây thực sự là món quà Tết ý nghĩa dành tặng người thân và gia đình.